Trong bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau học những kiến thức vô cùng cơ bản về quay phim, ví dụ như là vì sao nên quay video, sử dụng thẻ nhớ nào khi quay phim, hay là cách cài đặt những thông số ví dụ như tỷ lệ khuôn hình, độ phân giải hay là frame rate. Còn bây giờ sẽ là phần thứ hai của bài học quay phim bằng máy ảnh. Mày xấu thật đấy bữa. Làm gì đấy? Em quay như nó cho đi kiếm người yêu của. Đâu, xem quay nào nào. Đây, nhưng mà em chả hiểu sao ở trên này tối nhá. Sáng này, di nhanh lên cái này để sáng cái mặt nó thì nó lại tối. Em có biết hồi trước cô nói là muốn chụp ảnh đẹp thì phải làm nào không? Mẫu sinh. Muốn chụp ảnh đẹp ấy thì phải biết kiểm soát ánh sáng. Okay. Quay phim cũng như thế. Thôi, đi về chỗ đi, cô dạy cho. Cũng giống như chụp ảnh thì trong quay phim kiểm soát ánh sáng là rất quan trọng. Như vừa rồi khi chúng ta quay phim thì hình ảnh bị sáng tối liên tục là bởi vì kem để chế độ phơi sáng tự động. Khi chúng ta để chế độ này thì máy sẽ tự động đo sáng và tính toán lượng ánh sáng phù hợp cho hình ảnh. Đôi lúc thì máy ảnh cũng sẽ tính toán sai, hoặc khi chúng ta quay cảnh lia thì ánh sáng sẽ bị thay đổi liên tục từ sáng sang tối, nhìn rất là khó chịu. Vì vậy nên chúng ta nên chuyển sang chế độ phơi sáng manual để có thể kiểm soát được 3 thông số khẩu độ, tốc độ và ISO tốt hơn. Về khẩu độ thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh giống như khi chụp ảnh. Hai đứa nhắc lại cho cô xem khẩu độ điều chỉnh như nào. Về khẩu độ, khi mà cô mở khẩu ra cô sẽ xóa hắc phông và nó sẽ sáng hơn, tất cả mọi thứ sáng lên. Còn nếu mà cô mà khép khẩu vào ấy thì mọi thứ sẽ tối đi và ảnh sẽ nét tất cả. Tối như cuộc đời thằng này vậy. Tiếp theo là về tốc độ màn chập. Chúng ta có công thức như sau. Số khung hình trên giây nhân 2 sẽ bằng tốc độ màn chập phù hợp cho hình ảnh. Ví dụ như với frame rate là 25 thì chúng ta có tốc độ màn chập là 1/50. Frame rate là 30, chúng ta có tốc độ màn chập là 1/60. Frame rate là 60 thì chúng ta sẽ có tốc độ màn chập là 1/120. Cuối cùng là độ nhạy sáng ISO. Thì cũng giống như chụp ảnh, chúng ta càng tăng ISO lên thì hình ảnh sẽ càng sáng. Tuy nhiên thì càng tăng cao thì hình ảnh sẽ bị nhiễu, nên chúng ta cần chú ý khi tăng ISO nhé. Em thưa cô, thế chụp ảnh của quay phim kiểm tra mức độ sáng tối của hình ảnh có khác nhau? Khác. Kia là chụp ảnh, đây là quay phim. Mày vớ vẩn. Về cơ bản thì kiểm tra độ sáng tối của hình ảnh khi quay phim và chụp ảnh cũng khá là giống nhau. Như hôm trước cô đã hướng dẫn thì chúng ta có thể nhìn vào thước đo sáng. Còn hôm nay chúng ta sẽ học thêm một công cụ nữa, đó chính là biểu đồ histogram. Histogram là một biểu đồ thể hiện mức độ sáng tối của hình ảnh. Trục hoành được tính từ trái qua phải chính là độ sáng của mỗi khu vực ảnh. Còn trục tung chính là số lượng điểm ảnh. Khu vực nào có đỉnh càng cao thì sẽ càng có nhiều điểm ảnh ở khu vực đó. Như vậy, biểu đồ có càng nhiều điểm ảnh ở phía bên trái thì hình ảnh sẽ càng tối, nhiều điểm ảnh ở phía bên phải thì hình ảnh sẽ càng sáng. Một hình ảnh vừa đủ sáng vừa rõ nét sẽ có hình dạng một ngọn núi có đỉnh là ở phần trung bình và thoải dần về phía hai bên trái và phải. Tuy nhiên, như cô vẫn thường hay nói thì máy ảnh cũng chỉ là một chiếc máy thôi, nên là thỉnh thoảng nó cũng sẽ tính toán sai hoặc là không được chính xác và linh hoạt như mắt người. Vì vậy nên quan trọng nhất chúng ta vẫn cần nhìn trực tiếp vào hình ảnh hiển thị trên màn hình để có thể biết xem là hình ảnh của chúng ta đang thừa sáng hay thiếu sáng. Ngoài ra còn một yếu tố rất quan trọng nữa trong quay phim, đó chính là màu sắc. Chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc cho đoạn phim bằng phần hậu kỳ, tuy nhiên cũng có thể điều chỉnh luôn ở trên máy ảnh bằng cách là điều chỉnh cân bằng trắng hoặc là sử dụng chức năng Picture Style. Đúng như tên gọi thì chức năng này sẽ giúp chúng ta tạo phong cách, hay là nói dễ hiểu hơn là làm màu cho hình ảnh. Trong máy ảnh thì sẽ có những Picture Style sẵn để chúng ta lựa chọn, hoặc chúng ta có thể tùy chỉnh những thông số ví dụ như độ sắc nét, độ bão hòa, độ tương phản hay là tông màu. Các em nên lưu ý, một video thì thường sẽ có tông màu độc nhất. Vì vậy nên các em nên sử dụng những Picture Style trung tính, ví dụ như là Standard hay là Neutral, để có thể dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa hậu kỳ nhé. Cô ơi, nếu mà không có chân máy thì quay phim là làm nào cho đỡ rung hả cô? Khi chúng ta không có chân máy mà phải quay bằng tay thì chúng ta có thể sử dụng những chức năng chống rung của ống kính cũng như là của máy ảnh. Tuy nhiên thì để tránh rung lắc nhất cho hình ảnh thì vẫn phải luyện tập tay thật khỏe nhé. Phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay đó chính là lấy nét.
thì cũng giống như chụp ảnh, có hai cách lấy nét, đó chính là lấy nét tay và lấy nét tự động. Thì lấy nét tay có ưu điểm là chúng ta có thể quyết định được chủ thể nào mờ rõ ra sao thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Tuy nhiên thì lấy nét tay sẽ đòi hỏi người quay phải có kỹ thuật tốt hơn. Còn lấy nét tự động thì chúng ta chỉ việc gạt sang autofocus và máy sẽ tự động xác định chủ thể và lấy nét cho chúng ta một cách nhanh và chính xác. Trong những năm gần đây thì phong trào vlog đang phát triển rất là mạnh mẽ và hãng Canon đã cho ra đời những chiếc máy ảnh với những tính năng rất là phù hợp cho các vlogger, đó chính là tính năng Dual Pixel Autofocus. Tính năng này sẽ giúp cho các bạn lấy nét tự động theo khuôn mặt kể cả khi các bạn đang di chuyển, và kết hợp với cả màn hình xoay lật thì đây sẽ là một bộ đôi hoàn hảo đấy. Và đó tất cả những gì có trong bài học ngày hôm nay. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.